để nhận nhìn với em trong năm gì đèn bằng sen, lá xanh bóng trắng lại trên vi vàng, lá xanh bóng trắng lại trên vi vàng. Thôi đánh thường em nghe vang lời hát bừng rộn rào dòng dừng tim em, tháp người đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đỗ Ngọc Minh, học sinh lớp 6A1, trường trung học cơ sở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sau đây, xin mời các bạn sẽ đến thăm thư viện của trường mình nhé. Mỗi con người Việt Nam chúng ta khi nhắc đến Bác Hồ, không ai là không khỏi xúc động, trong lòng tràn dâng tình cảm kính trọng và nhớ ơn. Tình cảm ấy giống như một mạch nước ngầm thẩm thấu đến những tâm hồn xa lạ. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đã đọc rất nhiều những cuốn sách hay, mang đầy ý nghĩa, góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Đối với em, những cuốn sách câu chuyện kể về Bác là những cuốn sách mà em thích đọc nhất. Và trong những tác phẩm văn học kể về Bác, nổi tiếng gần gũi hơn cả là tác phẩm Búp Xe Xanh của nhà văn Sơn Tùng, được viết trong khoảng từ năm 1948 đến năm 1980. Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928, thuộc làng Hoa Lũy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên trong một làng quen trải, chính vì thế ông đã lấy thuyền làm nôi, lên đường sống phục bờ là lời ru của mẹ. Cuốn sách Búp Xe Xanh với trang bìa màu trắng nổi bật trên đó là hình búp sen được khắc họa một cách chi tiết và tinh tế. Cuốn sách do nhà xuất bản Kim Đồng sản xuất với khổ 12,5 x 20,5cm rất dễ cho người đọc sử dụng. Dù sáng tác cuốn tiểu thuyết từ năm 1948 nhưng mãi đến năm 1980 tác giả mới hoàn thành cuốn tiểu thuyết này. Chừng ấy năm cũng cho ta thấy được chữ tâm của nhà văn Sơn Tùng về người Bác Hồ kính yêu. Ông đã viết rất nhiều những tác phẩm về Bác, mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, nhưng hình ảnh Bác hiện lên qua câu chuyện đó rất đỗi bình dị, giản đơn. Tuy nhiên, Búp Xe Xanh vẫn là tác phẩm nổi tiếng, tiêu biểu và thành công nhất của ông. Tại sao vậy? Đơn giản là vì đã có rất nhiều người đã đọc và tìm hiểu nó. Có những người đọc để nghiên cứu, có những người đọc để tìm hiểu về con người Bác. Búp Xe Xanh đã khắc họa rõ nét cuộc đời đầy gian truân của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi người mới sinh ra cho đến khi người rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Đọc Búp Xe Xanh, em tưởng tượng ra hình bóng của Bác qua từng trang sách, sự tinh nghịch thông minh của cậu bé Côn, sự uy nghiêm của thầy giáo Nguyễn Tất Thành và cả quyết định sáng suốt của anh ba khi rời quê hương đặt chân đến một vùng đất mới lạ. Tổ chức đã được gia đình làm sen nuôi dưỡng tâm hồn Bác. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng đôi tay mùi buồn. Loài hoa sen tinh khiết được ví như tâm hồn của Bác vậy, lúc nào cũng giản đơn đến cùng, gần buồn mà chẳng đôi tay mùi buồn. Quả đúng như vậy, Bác sinh ra trong thời loạn lạc, nước mất nhà tan, nhưng
Bác không chịu đứng nhìn thực dân Pháp đày đọa dân ta, làm càn trên nước Nam ta. Và rồi, Bác đã quyết chí ra đi tìm lối thoát cho dân tộc, mở đầu cho hành trình tiến lên độc lập của nhân dân ta. Qua cuốn sách Cúc Sen Xanh, nhà văn Xuân Tùng cho ta một bài học đẹp đẽ về cách sống cùng người thân, người làng, người nước trong đạo sống của gia đình Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, đó là chân tình, nhân ái và yêu thương. Nhiều năm trở lại đây, cuốn sách Cúc Sen Xanh đã được đưa vào nhiều tủ sách vàng của nhiều nhà xuất bản, được in đi in lại nhiều lần, được dịch sang tiếng Anh và được in song ngữ. Lang thang qua những vỉa hè, những nhà sách lớn hay những quầy sách nho nhỏ, nhưng đâu ta cũng thấy cuốn sách này như một điều để nhìn thấy Bác. Cúc Sen Xanh là một món quà thiêng liêng của nhà văn Xuân Tùng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã kính dâng lên Bác. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng cuốn sách vẫn giữ vững được nét đẹp, giá trị đích thực của nó, bởi trong đó có chứa đựng một tâm hồn cao cả của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, nhà văn Xuân Tùng đã về với thế giới người hiền. Khi ông vẫn còn ý định viết thêm một cuốn tiểu thuyết kể về Bác, nhưng tâm nguyện đó đã không thể thực hiện được nữa rồi. Dẫu vậy, những tác phẩm, tư liệu, đặc biệt là cuốn tiểu thuyết Cúc Sen Xanh vẫn vẹn nguyên giá trị, là di sản vô giá đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà. Để hiểu hơn về cuốn sách Cúc Sen Xanh, xin mời quý khán giả và các bạn sẽ đến ghé thăm thư viện của trường Trung học cơ sở thị trấn Chi Nê của chúng em để tìm đọc cuốn sách trong tủ sách giáo dục đạo đức có mã số TK2345. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả và các bạn.